Vụ hỏa hoạn thiêu rụi chùa tháp 16 tầng tại Trung Quốc vẫn là bí ẩn lớn cho tới tận ngày hôm nay. Ngôi chùa vốn là một kỳ quan bằng gỗ cao nhất châu Á, nằm trong khuôn viên của tu viện được xây dựng từ thời nhà Minh khoảng 500 năm trước. Nhưng vụ hỏa hoạn bí ẩn xảy ra lúc 12 giờ 40 ngày 10 tháng 12 năm 2017 đã thiêu rụi tất cả dưới sự bất lực của các Phật tử cùng người dân trong vùng. Ngôi chùa này có tên Linh Quan, cao 16 tầng, ngụ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thật kỳ lạ, ngay sau khi nó bắt lửa, tòa tháp bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Sau đó ngọn lửa phừng phừng cháy suốt 4 giờ đồng hồ. Trước sự tuyệt vọng của các nhà sư trong chùa và khách tham quan, sau đó toàn bộ công trình cao gần 50 mét được mô tả là tháp Phật giáo bằng gỗ cao nhất châu Á đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây vốn là một trong những tu viện Phật giáo lớn nhất khu vực, được xây dựng từ triều đại nhà Minh khoảng từ năm 1368 đến năm 1644. Mặc dù nó đã bị phá hủy một phần trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008. Sau vụ hỏa hoạn bí ẩn, các nhà chức trách khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc trên. Tuy nhiên, cho đến tận ngày hôm nay vẫn không có bất kỳ tiết lộ nào được đưa ra. Trong khi kể từ thời đại cách mạng văn hóa tới nay, rất nhiều di tích, chùa cổ, miếu cổ đã bị phá hủy. Nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc chẳng còn lại là mấy.